không? Chelsea đi một sao mà nó có được chơi game không? Tập đó mà bỏ đi một cái xoay không kịp là chết ngay. Đấm một round là đi rồi. Mà thằng top 1 nó đỏ quá sao top được chứ nó. Đấm thế thôi. Top 1 đỏ quá mà. Top 100 máu thì chỉ có thể là đỏ chói. Thì con bỏ nha. Con này bắt tạm đép được thôi chứ không ngon. Con này gọi là bắt đép thôi chứ không ngon. Giáp lửa à, mình ghép giáp lửa luôn ấy, mình đánh giữ máu thì được, bắt vũ công này là đánh theo lối giữ máu được, nhưng mà ghép xong là tí lại không có giáp, ghép giáp thiên thần hay là muốn xoay bài cũng khó, nhìn nó cũng chua. Bắt như vậy muốn xoay bài khó lắm, bắt xong ghép đồ này luôn này. Biết đâu là muốn đánh Talon này, cái này là cái giáp tinh thần, cái này là cái quỷ thư mà đi ghép cái giáp lửa thì đâu đánh được Talon, đúng không? Phí. Biết đâu bất ngờ. Găng này. Cùng giáo. Ráng đủ ban cùm giáo đấy. Giờ có thêm một elite nữa là điểm. Thôi chịu đấm thôi. Nhịn đấm tí, nhịn đấm lực VS đi mọi người. Đồ này nhịn đấm lực VS bắn thợ xăm hay là Talon được đi. Chịu đấm ăn xôi đi. Quá yếu rồi. Tài hồi nãy mình có form 6 thần tài đấy, nhưng mà vứt 6 thần tài chứ không win nổi một round ấy. Thì 6 thần tài làm gì? 6 thần tài chỉ mạnh khi bạn win thôi. Đây là bạn ăn thua mà. Bỏ vô là chết luôn. Có con nào nhờ? Nãy giờ có đúng con tên ăn vũ công gọi là bắt được giữ máu. Không có con nào để bắt. Giờ ra con elite đi. Ra sao cho con Elite phải giữ được máu. Cho Elite 3 cùng giáo 2 hộ pháp. Không, cái giáp lửa meta này ít người ghét lắm bạn ơi. Chỉ khi chúng nó quá túng thôi. Chúng nó quá nát rồi chúng nó mới ghét. Meta này ai ghét giáp lửa. Có giáp nó để dành ghép giáp gai ngon hơn giáp lửa nhiều. Mẹ thợ săn nó bắn cho cái giáp lửa không kịp đốt mà. Vừa vào nó bắn phát chết mẹ cái thằng cầm giáp lửa nó phải đứng trên. Mà đứng trên thợ săn bắn nhẹ cái chết. Không được chơi luôn á. Chỉ có giáp gai mới chịu nổi thôi. Meta này mà giáp lửa cái gì? Bắt tên ăn xong giáp lửa ra. Hai sao. Chắc bắt hai sao. Giờ này còn chưa có cùng giáo thì cứ làm cái đéo gì để nó đấu sĩ thợ săn đi, lực BF đi xay nó đấu sĩ thợ săn được.
máu. Cho. Kẹt 80. Thần tài thì đừng có gì, cứ được kata, nó có kata chứ còn gì đích đâu bạn. Nó ra gì đích thần tài thì chơi. Bạn cứ giống như kiểu là bạn được chọn lựa cái gì ấy. Bạn được chọn lựa ấy. Mày nuôi con này, nuôi con kia. Ra con nào thì lo mà đánh con đấy. Mấy ổng làm như là được chọn quân, chọn đồ, chọn bài ấy. Ra con gì đích tinh ăn thì bắt gấp. Cái nuôi kata. Đợi lúc con kata nó ra thì ghét hết con mẹ nó đồ cho con Zinix rồi. Đợi. Ai chả biết là nuôi kata ngon hơn. Thì quả đấy tôi ra kata thần tài đi, tôi có nuôi kata không biết liền. Phải ra kata thần tài thì tôi dám nuôi. Đi mẹ ra kata, đi ra Zinix tinh ăn thì bỏ à. Bỏ đợi tới khi kiếm tinh ăn kata. Xong rồi chết luôn, cút luôn. Bây giờ là sao? Thôi mình ép chết, mình tăng tỷ lệ ra tinh anh cao đi ha. Thua thì bán con cái đi. Rồi đi. Bài yếu quá. Đây, bây giờ để dành rồi đấy. Là mình đang có cái giáp thiên thần rồi. Giáp thiên thần trước đi. Thần gan. Đánh bài gì cũng cần rất tinh thần nha mọi người. Ok, thua ít là được mọi người. Thua ít là quá đẹp. Ồ, viên đạn nó tới kịp là thua ít. Talon hay không Talon để tí tính từ từ. Giờ sẽ ra một con tên ăn này, không biết tên ăn gì. Má nó vừa mới ghét luôn cái giáp tinh thần luôn các bạn ạ. Tính ra là tôi vừa ghét giáp tinh thần luôn. Ra tên ăn này sớm thì nuôi được. Vừa mới ghét giáp tinh thần xong tôi là có cái vô cực này. Cái nhỏ. Mua chứ phải mua chứ. Ê từ từ, rau này sao lại mình lại vứt vào ta. Ê thua đấy, không thắng được đâu. Nó còn con mèo, thua. Hay quá, thua một con. Thua hai con à, phải thua hai con cũng được. Hay quá. Quên mất, má nào này đang cần thua. Quên mất. Thôi mình xem trang bị cái đồ đạc như nào. Rồi xem cái đồ đạc như nào đó là tính. Đồ đạc mà ok bây giờ nó ra nước mắt với lại ấy. Thì Akali bây giờ không xài đại bác cũng được. Xài giáp thiên thần cũng được. Giáp thiên thần hay nước mắt vô cực cũng được. Tăng tỷ lệ sống sót cho Akali cũng ok. Xoay đánh rừng Akali, Akalum thì tầm này các bạn phải bỏ thôi. Đồ này sao nuôi. Để pai nè.
thua ít ít được ấy. Cho đúng cái giáp thì biết đánh gì giờ. Thôi mua mấy con đấu sĩ đi. Tại săn này. Cho đúng cái giáp thì mua mấy con đấu sĩ thợ săn để dành. Level 6 bán Akali đi roll. Đánh đấu sĩ thợ săn. Cho nó dễ đánh. Đấu sĩ thợ săn 3 thần rừng ngon hơn hay 4 đấu sĩ ngon hơn nhỉ? Bốn đấu sĩ thì cũng được. Đó, bán máu như vậy là ít, kháng mẹ rồi. Bỏ nhé, bỏ dần đi. Thua ra này cũng được. Chuẩn bị up 7 này, xong ra này up 7. Xong ra này up 7 khô máu luôn. Vô vậy mà cũng thắng. Tưởng thua ấy. Thắng thì tốt, ngon. Thắng thì xịn. Xịn với lên, xịn xịn xịn. Bé. Bé. Bé hay là cung. Bé đi. Bé đi. Sen cũng ngon, là sen dấp gai này mọi người. Sen dấp gai. Mà thôi cứ lấy bé đi, dê ke cũng được, vô cực cũng được. Cung có một đợt. Lấy BF ngon hơn. Tại vì BF ấy mà nó ra con Nunu tên ăn đấu sĩ hay là tên ăn thần rừng ấy thì mình còn BF để cái kiếm súng cho Nunu. Nunu chỉ cần kiếm súng giáp gai thôi là carry đớp hết. Đè đầu mà. Bụng đói càng từng thằng. 7 luôn ông ta. Để phát lên hình. Củ giấy ta lo này. Talon giờ vào để chia ta. Cho Talon vào cầm giấc thiên thần với vô cực đi nhỉ. Ác thì mình cầm giấc thiên thần vô cực mà. Sao đâu. Có Neko dễ lên Talon 2. Thôi. Nói gì nữa giờ? Nói năng gì nữa giờ? Thôi. Thôi xong ra sau khô máu rồi. Nó ra, em nó ra tới đích cỡ này rồi. Một gậy nữa được rồi. Lấy thêm cái gậy nữa.
ra tin anh ta lo sát thủ ngon nhỉ. Thua. Ê mình còn thợ săn kìa. Đây thắng rồi, ngon. Bài cái ghế em thắng hoài. Được phết. Chưa nha, chưa đâu. Nhiều khi bị lừa đấy, chưa đâu. Mẹ nó ra tin ăn ác sao? Ra tin ăn ác thợ săn còn xoay được chứ, từ từ. Cứ bắt về đi, lên 7 rồi. Mẹ nó ra tin ăn ác thợ săn nó xoay luôn. Ai mà biết được bất ngờ. Bất ngờ luôn luôn tới từ gọi là Châu TV. Đó hôm qua ấy, đêm qua trận trước khi nghỉ đấy mọi người. Trận đêm qua trước khi nghỉ đó, cái gì là dắt gai dắt máu à? Trận tối qua trước khi nghỉ đấy, anh em còn nhớ không? Tối qua cái trận trước khi nghỉ anh em là còn nhớ không? Hú sĩ nè. Thôi bỏ. Lắc. Cái hai cũng cần. I shall show them what it is to fall. Morgana 2. Talon 2. Bones will wet. Morgana 2, Talon 2 rồi, bốc thì à. Ủa rồi từ từ coi. Sen dắp gai đi ha. Sen dắp gai, Talon cũng xanh. Đây, phòng bài ở đây. Bây giờ cần quý thư Morgana, sen dắp gai. Thôi, áp ca lên chết 8 đi luôn tiếp. Bây giờ cần cái quý thư mọi người ạ. Chưa, đồ đạc vậy. Chưa ngon lắm. À, vẫn bị đấm như con cờ hó này. Morgana chưa có quỷ thư là chưa làm ăn được gì đâu. Thấy không? Vẫn bị đấm này. Thôi phải lên chết chứ, lên chết mà kiếm Yone đấy chứ, bài này Yone rất là đẹp. Không lên không được ấy. Lên chết kiếm Yone đó. Top 1 căng quá. À gặp 4 tin phòng, 4 bí ẩn này. Bây giờ Morgana quỷ thư trước, ưu tiên Morgana quỷ thư trước. Thằng này hai nước mắt, có thể cho Morgana quỷ thư vút 7 cũng được. Sao con ta lo lại xin con ấy chốc ta? Sen khỏe quá. Sen dấp gai khỏe. Gậy. Ưu tiên không gọi được thì cung nha, không gọi thì cung với cung săn nha. Ưu tiên quỷ thư cái đã. Mo không quỷ thư là mấy cái bọn này ấy. Mèo bí ẩn này, bài ông này mà lên form được. Ông lên được chết nữa, ông lên được chết, ông đang có rắn 2 rồi.
Ở đây để chết, ông cho thêm một con tiên phong cho nó thì được. Bài ông vào top dễ. Hai con 3 sao rồi, Dana 4 sao rồi. Dana 4 sao nó lượm dấp gai chưa ta? Lượm dấp gai đúng không? Tên là gì? Úc. Lên chết chơi 4 mê hoặc. Được, đỏ đấy. Đỏ chó đấy. Vậy thì lên chết kiếm Ezreal thôi. Kiếm Ezreal chơi 4 mê hoặc. Kiếm Ezreal chơi 4 mê hoặc. Bỏ con này đi. Cái đồ này ghép sát thủ nè. Xong bỏ con này đi. Không kiếm Ezreal được thì kiếm Lissandra. Không, phải lên chết chứ, phải lên chết chứ mọi người. Lên chết kiếm Yone chứ. Yone Ezreal nữa. Mình có thể ghép sát thủ. Này, ghép sát thủ này. Rồi, bỏ con này ra. Là cái vẫn cứ được sát thủ. Vẫn cứ được sát thủ, xong rồi kiếm con Yone với con Ezreal hoặc là con Lissandra vào là đủ tròn bài. Đến 40 hoạt. Thôi lên chết đi. Ông nói tôi đỏ chứ ông này này cũng ba con 4 tiền 2 sao. Chết 7, 40 tiền này ít đâu. 3 4 tiền 2 sao cũng vậy thôi, 3 4 tiền này. Ngang nhau thôi. Cũng át tên ăn này. Như nhau cả. Đấy, mình bị đấm toan như con chó đấy. Đấm như một con cờ hó này. Đấy, cũng chết 7, 40 tiền này. Quan trọng là ông cháy này, đồ ông đẹp này. Đấy, rồi nói năng gì đi, ba con 4 tiền 2 sao, vẫn còn dư chết 740 tiền đấy. Thì mình cũng ba con 4 tiền 2 sao, 4 con chứ mình 4 con. Như nhau cả thôi. Người ta cũng tính ăn ác này, tính ăn ác thợ xăm này, ngon hơn Talon với Morgana nhiều. Dăm ba con Talon với con Morgana làm sao mà so sánh với con ác đây được. Ác bây giờ, ác thợ xăm là bá nhất. Trùng. Toan rồi này. Đấy, up chết thì kiếm Yone với Ezreal thì Lissandra cho Yone sát thủ thôi chứ sao giờ. Chứ ghép cái đồ gì nữa. Phải up thôi chứ, bắt buộc. 2 sao hết. Những con cần thiết là 2 sao hết. Cung mình cung săn này. Gậy nữa. Ghép sát thủ thì còn cái gì cuồng cung à. Giờ ghép sát thủ thôi chứ thìa này ghép cái gì, ghép xong đấu đấu ngon ghép sát thủ trước. Ghép sát thủ chứ con nào đây trời, rôn đã. Để ý xem có Lissandra nào mọi người. Sen đâu à? Sen thông đạo. Sen thông đạo có cái nỏ xét để Yone nhá. Nỏ xét tí cho Yone. Morgana không cầm được đồ này. Không có đồ gì cho Morgana hết. Nỏ xét tí cho Yone cầm. Đi lên 2. Lại. Không có Lissandra nhỉ. Mình phải xài tạm 4 sát thủ. Morgana 3 rồi. Mất 4 sát thủ. Cái này cần 2 không? I shall show them what it is to fall.
Ok. Bây giờ kiếm đồ cho Morgana, thậm chí là mình có thể bán con sen đây mình cho Morgana giáp gai. Giờ không kiếm được Yone thì cũng mệt thế này. Kiếm được con Yone. Buộc phải kiếm Yone. Không kiếm Yone thì kiếm con gì giờ? Phải có Yone nhỉ. Không có Yone thì có Ezreal hay Lissandra cũng được. Phải cho Yone nó set mọi người ơi. Thôi cho đạn Kata nó set hay con này nó set đi. Tí đằng nào cũng bán. Echo cái gì nữa, 27 máu mẹ nó phải Echo. Bây giờ lượm đồ thủ cho Mo, lượm đồ thủ cho Mo. Lượm đồ thủ cho Morgana, cung săn cũng được, cung săn Talon cũng được. Không có đồ gì thủ cho Morgana, có cái song đấu. Chả làm được gì. Đại bác. Thông đạo, quyền năng. Thôi cung săn đi. Chả có cái gì lấy được các bạn, giao điện à. Có cái gì lấy được cho con này nhờ. Buồn ghê. Cần Yone nữa thôi. Không có Morgana này mà là Morgana khai sáng ấy, là ngon. Morgana mê hoặc mình lại tốn slot. Mình lại tốn slot kiếm mê hoặc. Nó mà là khai sáng thì ok. Có con Azir gì cũng được mọi người ạ. Có con Azir thấy vào cũng ok. Talon. Lấy Pai đi, cái gì Pai 2 xài còn được. Kata kích hệ thôi chứ. Giờ chứ là top 1 đấy. Đúng rồi, Yone với Ezreal là ping. Bỏ sát thủ kẹt thêm hai con bí ẩn nữa hả? Đây là Yone này. Xem ngôi nhà bông hình em trong đây. Bây giờ Ezreal nữa. Ezreal ở đẹp. Không có Morgana ván này thua. Không có Morgana ván này nhiều khi top 6, top 7. May lên được có Morgana 3. Chỉ gặp con Riven đấy là con Talon bó tay. Ezreal hay Lissandra nhỉ. Ui kiếm súng này cho nó được này. Ngon. Thêm hút máu, thêm vui.
Nhanh trí bán mana kiếm tinh anh khác à? Nhanh trí kiểu này dễ mày cụt đầu lắm. Chơi hai mê hoặc thôi, bỏ lắc đi hả? Bỏ lắc kẹp gì? Ủa mê hoặc nó đâu liên quan con mẹ gì tới cái việc bạn thả người ta chết hay không đâu bạn. Người ta thợ săn nhiều thì ông chơi bốn mê hoặc thôi. Mấy cái bài Morgana, mấy cái bài ấy, ông có sợ tin phong bị ở đó không sợ. Người ta là thợ săn, người ta là đam tay. Người ta là đam tay thì mình chơi bốn mê hoặc có vấn đề đéo gì. Ủa? Liên quan. Ari thì kệ Ari, bạn đâu có sợ đâu. Cái Morgana này ông nội Ari sống dậy đánh cũng lại. Ari 3 rồi còn mày ra. Cứ từ từ để tiền lên chết, kẹp đẩy hệ từ từ. Vấn đề gì? Kèm một tí hệ vào. À ha, thợ săn nó bắn kìa. À, ông này ổng không có ấy. Ổng không có cái rất tinh thần chứ con ác. Vẫn dãy được. Đấy, giờ bây giờ còn hai bài thợ săn này. Mấy ông cứ bốn bí ẩn. Mệt bốn bí ẩn. Bỏ nhiều rồi mê hoặc vào. Bây giờ cứ có bao nhiêu mê hoặc cứ bỏ hết vào. Lắc rồi Ezreal bỏ vào. Chứ nó bắn lung tung quyệt. Bắn dính một cái là bọn này phế liền. Bắn dính một cái là mệt giảm 80% đam tay rồi. Bắn đâu thấm nữa đâu. Ôi Yasuo lắm mẹ gì. Yone đời đâu cần Yasuo. Được, phá kiếm này em ơi. Cái này nó đá anh cái đi hết luôn. Đấy, Ari đi rồi đấy. Đúng nghĩa làm gì? Yone. Thằng này chưa có Yone. À, thằng này đang cần Yone này. Thằng này lượm Yone chắc rồi. Neko Yone 2 rồi. Máy chiếu rồi. Rít phép thì nó hơi thừa nha, mình cần có Morgana lên mana nhanh này, củ đao. Ở Morgana pháp sư cũng được ấy nhở. Ở Morgana pháp sư mình phải kẹp Nami với lại con gì đó. Thôi. Củ đao. Đây Ezreal đây. Đắc 2. Thêm sen vô tăng trắng ngon. Đấy, vậy đi. Sen ở đây. Azir này. Đó, bảo kê. Bảo kê mọi người. Bảo kê không cho sát thủ nó làm gì hết. Ôi tầm đánh Morgana thấp lắm nha, coi chừng bị nhốt nha.
Đấy, giảm hết đâm tay luôn. Đấy, cứ kêu 40 hoặc làm gì. Đấy, nó bắn không mất máu đâu. 40 hoặc đấy cả. Bố thiên hạ chứ gì. Nhiều ông cứ kêu bắt Yasuo kẹp á, cạn lời luôn. Hạn hán lời. Chả cần ly luôn. Lấy con này là hợp lý nhất này. Có nhiều ông cứ kêu bắt bắt Yasuo vô kẹp vào, tôi không chịu. Không hiểu suy nghĩ cái gì. Bắt Yasuo. Gì? Bài mấy ông này cũng khỏe vãi đây này, yếu đâu. Chẳng qua là mình vì có Morgana 3 nên mình mới thắng. Vì mình có Morgana 3 nên mình thắng. Chứ ván này Morgana 2 pin cỡ nào cũng thua. Trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.